kinh kệ tiên lời ít lời chung nhớ trao người khác được nghe cùng hồng chung ăn nghi tông bồn duyên phước pháp đi giống lành trang nguyện dung. Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chân lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sanh bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng dân cung xin ơn trên hưởng dụng chứng nghi mình, nguyện cầu cho cả chúng sanh nhất là quyến thuộc gia đình chúng con, kẻ hiện tại diện tròn quá phước, người thác rồi lại được nương nhờ Phật Pháp hoài linh, ơn dài tam bảo phước lành ban ra. Làm sống được chung phước lành, con xin hồi hướng chúng sanh hướng nhờ. Mênh mông biển khổ không bờ, gian tìm đắm mịt mờ tối đen, bóng đâu núi bao hiện lên, tháp vàng rực rỡ giữa trên cao dài. Cơ duyên chánh đi pháp ra đời, lối tu tối thượng độ người chậm mê. Thần nẻo thẳng cao xê, mà đường vật chất như thấp mê bụng lầy, càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Nhiều người chung sức với nhau, không vô vào điểm tô đạo vàng cao quý bài phố, cũng vì lợi ích chung cho thế trần. Hôm nay con mới góp phần, nguyện xin đi tất cả xa gần hưởng chung. Mọi người chư tăng khất sĩ ra công tiếp bài, cầu xin giáo pháp bị hoàng khai, được thường tỏa sáng lại hai thơm lành. Nguyện cho đạo đức thịnh hành, cánh đời đông độ đổi thành tây phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính lại cụ huyền thất tổ, ngõ bao ơn bao bổ sinh thành. Phong quy Phật tu hành, cụ huyền thất tổ lòng thành chứng tri. Nói theo hành từ bi của
thành tu độ mẹ cha cụ quyền. Nay phẩm vật hiện tiền danh cung hương đăng đi qua chúc ca tụng cầu sinh cụ quyền thất ca tổ hương linh chứng lòng hiếu thảo ân sinh thở đầu công dạy dỗ cao sâu thâm thầm công dưỡng nuôi khó gặm gì hơn ăn cay uống đắng không sợ vì con đau khổ trong hoàn thiện chi cha mẹ rất từ bi hà hải nội ngoại đồng bác ngái tình thương cố quyền thất tổ đồng nương từ đời vô thủy khôn lường kiếp sinh anh vừa dục minh ý minh như hải ơn sanh thần thở thái sơn cao con nay muốn đi đáp với công lao đàn ơn trả nghĩa thế nào cho xong lời Phật dạy mơn mông biển khô cõi ta bà không chỗ dựa nương chúng sanh vì bởi tình thương tình ăn tình mãi mà dương nghiệp sầu xin đi tử mãi biết đi đâu mà kể cứ trầm luân trong bể ai hà con vì bản ngã chấp ta tham lam sân hận cũng là si mê những tội lỗi không hề dứt bỏ đường tử sinh nên có bước qua làm con muốn cứu mẹ cha cố quyền thất tổ ông đi bà đàn ơn đêm thầm vật cúng dâng tam bảo nhờ chư tăng tâm đạo cầu nguyện cầu cho thất tổ phụ quyền siêu sanh tịnh độ phước duyên đủ đầy ai muốn đáp công thầy dạy dỗ hay đền ơn thất tổ phụ quyền chúng sinh tất cả các miền thì nên phát đại lợi nguyện độ tha trước xuất thế lìa xa khỏi tục ngăn sao diệt tiêu lòng dục thất phàm chẳng còn ưa chuộng muôn hàm thành tâm thanh tịnh và nam vừa kề tu dân đắc bồ đề phật quả độ chúng sinh tất cả siêu thanh vượt lên cụ phẩm thượng tầng là phương trả nghĩa đã bằng công lao ai yêu tử mau mau ghi nhớ buông đáp đàn mối nợ từ xưa cần nên tu niệm sớm trưa trong ngày quá mạng phước thừa bao ân thắm kinh con
người người thoát khỏi trầm mê, chóng thành quả giác vẹn về đau trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng thế độ chúng sanh. Lực nghiêm giới cấm ban hành, làm người dân lộ ý rằng nếu tu coi trần thế mịt màu tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, các mình thoát tục bước chân lìa đời. Nay đệ tử là người mong mỏi, chứng cần duyên theo dõi học hành. Kinh văn một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu. Pháp của Phật giáo điều chỉnh lý, hạnh xuất gia thất sĩ thân thần. Một nghi một bát tùy thân, pháp môn khác thật giáo dân độ đời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, giảng sanh về Phật xứ đạo tràng. Sống chung tu học dễ dàng, tham thiền nhập định mở đàn quyền môn. Lời thiết pháp hùng hồn cảnh tâm, độ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thai diệu pháp thầm thầm, chúng con hết giả thành tâm phụng thờ. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia các ai khinh thân, giết trừ bốn ngã lầm phần độ sinh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp, đem đạo màu giải khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy làng, nước mưa cam lộ soi tràn tắt ngay. Chư thánh ni tăng công dài vô hạn, độ chúng sanh bao hoàn nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con kính lễ lễ hành dám sai. Quy y Phật con hết lòng kính Phật, lượng từ bi con nguyện học theo Ngài. Thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài, một tâm giác thể đại đồng giảng vật. Quy pháp con gắn tu học pháp, được thức tâm giải thoát cõi mê lầm. Pháp vô sanh chư Phật hãy đương về, ban chánh đạo cùng tươi chánh pháp. Quy tăng con kính trọng nhà tăng, hòa hiệp chung lẽ sống chung bình
tăng thắm tận giới để trang nghiêm danh làng đức chưa đầy kim đổ cả tài năng một dần giới cấm sát sanh những ngày dài là không nằm biết ăn cố tia chẳng đoạn mạng căn tránh xa nhiều ký thủ hành chém đâm hai dịch giới cấm gian tham của người chẳng đặng thấy làm của ta những mong tiếp các sanh ra khỏi đường nghiệp ma báo đỏ xa lạ thầm ba dình với cấm tà dâm chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi đời không hay nhiệm tối chơi bời về sao tránh khỏi kiếp đời dâm vô bốn dình với cấm giọng ngôn không lời quỷ quyệt tính côn gạt lường hai người tội phải dương tánh điều điểm đạo đau thương không năm dịch với cấm sai xưa rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra đặng cho những kiếp về xa khỏi điều mê muội dài tà tối tâm kính lại Phật kính lại Pháp kính lại tăng đệ tử nguyện quy y tam bảo dành một lòng sám hối ăn năn giữ ngũ giới luật răn nghiêm nhặt một không giết những loài sinh vật hai không tham trộm cắp của ai ba không dâm tình khi nào phai bốn không dối sai qua kẻ khác năm không uống rượu sai gian ác đại quyền tiêm giảm các sân si cùng si mê quyết giả dài lần tu thêm hạnh ân cận bồ thi phế tập thiện con buông gánh chi nguyện tu thân khẩu ý cho an quyết một lòng gánh giữ diện toàn mong cầu sự bình an thì lạc nương tam bảo theo đàn dân đi giá cầu ơn trên nước đi pháp dưới bàn khiến điều cho tất cả thế gian mỗi người đành theo đàn nhờ lượng cả ơn trên độ tiên đệ tử nguyện trọn kiếp ba quy y
hạnh phúc biết bao, giới trong sạch hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp thân bền đặng ngang. Ba nghiệp thân đặng rảnh ràng, thác rồi nhập ma thân là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sợ. Giữ mình tâm tình là hơn, dầu ai gây dự quan hờn mặt ai. Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ những ai quỷ bán khinh thường, ấy là các ngày đức con đường giảng sanh. Nay đệ tử lòng thầm sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây chồng nghiệp quay có thừa núi cao. Thân gần chưa biết bao Phật sâu, các việc làm theo dấu thể hư, hoặc là phỉ bán nhà sư, hoặc là cử chỉ dường như quân mình. Nào những lúc vô tình nói quay, bởi thói quen chỗ ấy lạc lầm. Kinh chê diệu pháp thầm thầm, buông lung nghiệp biển dương lắm tội trời. Cùng tâm ấy khi đợi ngạo giật, tin cho rằng không Phật thánh tiên, hoặc là tin tưởng hoàng xuyên mà được chẳng tin là quên tâm lầm. Từ vô thị chập chồng tội lỗi, nay con nguyện sám hối. Quỷ xưa dân quyết chữa răng, ngược mong đầy đủ thiện căn trở về. Trước Phật đại con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chập chồng nghiệp quay có thừa núi cao. Thân gần chưa biết bao tận sâu, bước chân đi theo dấu đường đời. Cấm ăn thôi ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sinh thật nhục, thở bé thờ đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sinh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gian tiếp trợ duyên.
thức ăn ban ở thị thiền, sát sinh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo dây nghiệp ác, muôn dạng loài quan thác vì con. Ví như thầy ướp hẳn còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính một kiếp dọn bao nhiêu kiếp mà thân con đây tội nghiệp dày đầy. Xét ra thì thật xương này lại là xương thật muôn thay tạo thành. Cũng có lúc lầm thành bất nghi nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Máu bia ràng rủa thân hình, mắt trong tham cảnh đồng tình xót xa. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dằn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc trí nhân, tám dục sao trái đuôi thân qua ngày. Nhưng trong y cõi trần ai bụi mầm, giữ làm sao cõi lâm mi tất son. Bao nhiêu nghiệp xác còn con, nhiều lần vô ý nhận dòm tội khiêm. Nay đến trước Phật tìm sám hối, lượng từ bi xa tội lỗi lầm. Ăn đi năn gọi rửa lòng phàm, con nguyện sửa đổi việc làm từ nay. Tội thứ hai tham tài trọn đảo, thói dại tà gian sao sâu xa. Hoặc từ nhiều kiếp ma trải qua, hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình. Nhìn lại tấm thân hình trường đại, hẳn có khi tội trái lỗi thôi. Của người nhọc đổ mồ hôi, dục vô trước lấy đắp bồi thân ta. Tội thứ ba dâm tà loạn phép, lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân. Tâm lòng nghiệp cũ nghịch đi tăng, làm sao tránh khỏi xoay dần cháy ngoan. Đường tình ấy đã chán chán tội, nếu dâm tà càng lỗi đừng luôn. Tâm thân tội lỗi thèm thùng, kiếp này kiếp mê khác chập chồng bằng non. Tội thứ tư dòng ngôn dối trá, lợi cho mình thiên hạ hại thân. Dễ duyên theo dệt xa gần, muôn điều rối rắm trăm phần đảo điên. Thói lượng thiệt ngay bên tâm học, cho đôi đàn trách móc lẫn nhau. Mở lời để hãy về sao, một câu thật y đức y hòa sâu không. Tội thứ năm sai xưa chè rượu, lỗi giới điều do.
cho tổ nhập tâm. Thêm lòng ham muốn tham lam, càng thâu chất kỳ chứ càng làm mê say. Bẩm sanh hẳn ngay tài kiếm cửa, nổi nóng huy lên như lửa cháy rừng. Si mê đâu biết tỏ tường, cõi tớ muôn ngàn nẻo đường ngang. Năm giới chính đi cộng thêm giới phụ, chúng tinh đi đủ thập điều. Phật ban giới cấp vị đã nhiều, mà con loại phép chẳng theo lực ngài. Hoặc vô ý không hay tội trưởng, hoặc yếu hèn chẳng thể tưởng được tâm. Tự làm quạt suối người làm, quạt nghe thấy lòng làm đua vui. Từ vô thể tạo rồi nghiệp cương, đơn những nay vô lượng kiếp sinh. Mỗi phiên mang lấy thần hình, tạo ngày tâm mê thứ tội duyên. Tấn lòng thầm con nguyện sắp thôi, sẽ tội xưa tránh lỗi về sau. Cầu xin nước tánh rưới vào, tâm con được sạch lão lão hôm nay. Con cố gắng ngay từ đây sắp ba tới, giữ đúng mà theo ngộ giới Phật truyền. Cần trao tám niệm trọn thiền, pháp tu thập thiện thiện tuyền mới cam. Mong đến chốn già lam Phật cảm, giả cõi đời áo ấm phù vô. Con về con học phép tu, làm dân đất Phật thiên thu. Sống còn đường giải thoát lòng con chi dông, quyết phân tìm theo gốc tu chân. Nương về tam bảo là ơn, con nguyện chẳng giá kinh đi là dễ vui. Được thưởng thức chút mùi vị đạo, xin nhớ tam bảo y lòng. Con nay sắp thôi vừa xong, nghiệp trần nhẹ phổi tông không sạch rồi. Con cầu nguyện người đời tất đi thân, tỏ phước lành đạo đức thượng ban. Cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin tam bảo cứu an muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý Phật tử, quý huynh đệ gần xa, quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nguyên Huệ Nhẫn ở tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc,
dạng sự các tường như ý nguyện. Chào Đức Nguyễn, chào cô Liên, chào Cẩm Loan, chào cô Phượng, chào Loan Bến Tre, chào Tùng Thảo, chào Cẩm Loan. Mọi người có khỏe không à? Cô Liên ơi, sau khi lễ cúng ở chùa vài ngày, thầy sẽ về với chỗ cô Liên phát quà, phát 100 phần quà trong xã Hòa Định nha cô Liên. Chào Thiên Long Nam. Sau khi cúng chùa vài ngày xong, thầy sắp xếp thời gian về xã Hòa Định của chợ gạo để phát quà xã Bình Xuân của thị xã Gò Công. Dự kiến là ngày mùng 8, thì mùng 8 tháng 12 tháng Chạp á, thì phát tại xã An Nhất, huyện Long Điền. Rồi ngày rằm phát ở xã Bình Xuân. Dự kiến là ngày rằm tháng Chạp thì phát ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công và xã Hòa Định của huyện chợ gạo gần chỗ cô Liên đó. Phát ở tại ủy ban xã. Dạ thôi, nguyện nhận chúc cho mọi người có một đêm thật là ngon giấc, an lành. Nguyện nhận xin chào mọi người nha, gặp lại livestream sau nha.